cha thấy con bật tiếng khóc chào đời, bàn tay bé xíu là ký ức chẳng thể nào quên, niềm hạnh phúc được nhìn con lớn khôn, cứ trong mong một ngày con sẽ thành công. Vì cuộc sống có lúc khó khăn, con hiểu không? Cha đã cố cất hết muộn phiền, cả lời yêu thương. Vì ai cũng có những sai lầm, xin lỗi con yêu của cha, hãy đến bên để cha ôm con một lần nữa. Đến một ngày con sẽ hiểu ra, còn là cả thế giới. Điều quý giá nhất trong cuộc đời này là con đã đến bên cha. Con yêu. Chú không ngờ là con chờ chú tới giờ này luôn á. Ít ra con tin chú là cũng đúng, chú là người biết giữ lời hứa. Mới gặp chú à, hiểu gì về chú mà dám tin chú hả? Con không biết nữa, nhưng mà con thấy chú quen quen á. Còn chú hả? Chú thấy con... Nè, con muốn chú á đệm đàn xong tối con nữa không? Dạ muốn chứ chú. Ừ. À mà thôi chú. Ủa sao vậy? Giờ trễ rồi. Với lại á, nếu như mà ba thấy con về trễ thì ba sẽ rất là lo đó chú. Nè, con đứng đợi chú chỉ vì muốn chứng minh một điều là suy nghĩ của con đúng hả? Dạ đúng rồi. Cứng đầu thiệt chứ. Thôi được rồi, vậy con về đi. Dạ, thưa chú con đi về. Nhưng mà nè, nhà con gần đây không? Dạ nhà con gần, đi bộ có tí là về ngay được mà. Có cần chú đưa con về không? Dạ không cần đâu, con đi mình quen rồi. Với lại nếu mà con đi với chú, ba về ba thấy chú, ba sẽ rất là lo đó. Ủa, sao ba lại lo? Bộ ba con quen chú hả? Ba nói là không được đi với người lạ, với lại không được nói chuyện nữa. Ừ, thôi vậy con về đi. Thưa chú con đi về. Đi cẩn thận nha. Dạ. Tính ra anh cũng hên đó. Trời ơi trời, mà anh đưa con bé nó về một cái ha là xảy ra chuyện lớn rồi. Trời ơi trời, ba má nó tưởng anh là biến thái, báo công an một cái á là xong phim luôn á. Mà nói thiệt nha, càng ngày nhìn mặt anh càng giống biến thái đó. Biến thái? Mới nướng luôn á thiệt á. Thôi nghỉ ăn luôn đi. Mày bớt xàm tao có được không? Em xàm cái gì? Em đang nói sự thiệt. Mà em không hiểu sao nha, con bé muốn có cái gì mà tại sao nó có thể khiến anh trở nên như vậy hả? Nó hẹn cái là anh chạy ra. Mà anh á là một con người á, người thì nó không sợ rồi, nhưng riêng về khoảng ma là anh rất sợ. Mày nói nhỏ nhỏ giùm tao cái. Anh hỏi thiệt nha, con bé nó làm gì mà anh thương nó dữ vậy? Ê ê, đừng có nói là con rơi con rớt của anh nha, bậy lắm nha. Trời ơi là trời, ngày hôm nay những con phải không, giống như là có một sợi dây liên kết tình phụ tử phải không? Cho anh thì sao tạc qua vậy? Mà anh, cô bé nó có gì thú vị vậy anh? Tôi thấy cô bé rất là giống một người.
đây gặp có mấy lần mà ta có cảm giác là thân thuộc. Biến thái! Trời ơi, anh tôi giờ này sao mà biến thái dữ vậy trời. Mới gặp có mấy lần, không quen, không thân, không thích, không gì hết mà tự nhiên cảm giác thân thuộc. Trời ơi, cái gì vậy? Buồn đi. Anh sao giờ này hay nhấp quá à? Một cú nhấp là bằng bát cú đá đó. Mai mốt bớt nhấp nha. Làm sao vậy? Anh coi nè. Nguy lắm mà, đúng ổng rồi. Nè, đi đâu á? Em đi báo công an. Thôi được rồi, đừng làm lớn chuyện, để anh giải quyết cho. Anh giải quyết? Anh nghĩ là anh đấu nổi ổng hả? Ổng là xã hội đen mới ra tù đó. Thì sao? Cũng chỉ là con người, anh cũng là con người. Anh giải quyết được, tin anh đi. Đưa đây. Cái quán này giờ hết yên ổn rồi, thì muốn bảo vệ canh gác mới được. Chú Quang, nhìn cái gì? Chú Quang đâu? Dạ, tôi chú Quang. Có chuyện gì? Cái gì đây? Anh tự tìm hiểu đi. Không phải là anh muốn biết cái quán này ở đâu tôi có được hả? Đó là hợp đồng tôi vay tiền ngân hàng để tôi mở cái quán này đó. Cái này chứng minh được cái gì? Mày có thể vay tiền ngân hàng và sau đó lấy tiền của Diễm Phương trả mà. Anh bình tĩnh đã. Anh xem hết tờ giấy cuối cùng đi. Đó là văn tự tôi ký hợp đồng với ông chủ quán cũ. Ngày tháng có ghi rõ ràng trên đó. Chắc chắn là trước ngày Diễm Phương về ở với tôi. Và đương nhiên trước ngày em đi tù. Tôi nói cho anh biết, cái quán này tôi có được tất cả là nhờ vào công sức mồ hôi nước mắt của tôi mà ra. Tôi hứa với anh, tôi không lấy của Diễm Phương bất cứ một đồng nào cả. Vậy mày nói đi, tiền của Diễm Phương đâu? Tại sao cô ấy không lấy tiền trị bệnh? Tôi không biết. Tôi chỉ biết là Diễm Phương bị bệnh nặng. Nhưng mà đến giây phút cuối cùng Diễm Phương mới nói cho tôi biết. Và không, tôi có thể cầm cái quán này để trị bệnh cho Diễm Phương kìa. Mày đang mỉa mai tao đó hả? Tôi không có ý đó. Tiền đi đâu? Vậy tiền đi đâu? Vậy tiền đi đâu? Cô ít lòng nhiều. Anh nhận đi. Nếu mà nói á, tôi với anh không có liên quan gì thì chắc chắn cũng sẽ không đúng. Mày thương hại tao hả? Tao không cần. Trước khi đi, tôi nói với anh điều này. Anh có biết Diễm Phương là một cô gái mạnh mẽ không? Đến những giây phút cuối đời của cô ấy, cô vẫn sống trong lạc quan và vui vẻ. Và tôi tin là ở một nơi nào đó, Diễm Phương cũng muốn anh như vậy. Chắc chắn một điều, Diễm Phương sẽ không bao giờ oán trách anh đâu. Anh Tùng,
Nếu như nó không lấy số tiền đó thì ai mới là người lấy? À, anh Tùng, đám đàn em cũ nó nghe tin anh ra tù, nó muốn về. Anh có muốn gây dựng lại không? Em xin lỗi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Con nghĩ đi. Còn em ước gì vậy? Anh đoán thử đi. Anh đoán là em ước em mau hết bệnh, cùng anh sinh một đàn con. Em ước cho anh. Sao lại ước cho anh? Sinh nhật của em mà. Em ước anh mau chóng có một công việc làm mới, tốt đẹp hơn, lương thiện hơn. Anh sẽ không bị nguy hiểm nữa. Nếu điều ước của em trở thành hiện thực là em mãn nguyện dữ lắm. Anh sao vậy anh Tùng? Tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Diêm Phương ơi, anh có lỗi với em. Anh có lỗi với em. Từ đó tới giờ, tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ làm gì tốt đẹp. Một ngày con sẽ hiểu ra, còn là cái.